Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cân thủ nhé. Hôm nay là mùng 1 tháng 6. Thì hôm nay mùng 1 tháng 6 thì em có lên hai clip. Một clip là clip túi thì em đã chốt hết rồi nhé. Còn đến clip này là clip máy nhé. Thì có hai thùng máy. Cái thùng này thì là máy đã qua sử dụng cho nên là để em kiểm tra vệ sinh dầu mỡ xong rồi em sẽ đăng bán nhé. Còn cái thùng này thì nó là thùng máy mới 100% chưa sử dụng nhé, của Daiwa. Thì em sẽ vô chi tiết từng con cho anh em. Thì máy này là máy Silver Line của 500 của Daiwa. Thì size thực của nó tầm khoảng 4.000. Đấy, size thực của nó tầm 4.000 nhé. Máy này là máy mới chưa sử dụng nhé. Hàng này hàng đấu giá bên Nhật về. Hàng sách tay nhé. Mới 100% nhé. Đấy. Cái nào cũng có túi nhé. Túi vải của Daiwa này. Và một cái hộp tua của nó, ratio của nó là 3.7, nặng là 325 gram nhé. Cái này gì mà A 7 kg, B 12 kg, em chả hiểu á. A B nó ghi chữ gì đây, em không không đọc được tiếng Nhật nhé. Đó, anh em nào mà siêu tiếng Nhật thì đọc hộ em đấy. Đấy, rồi đến nhân vật chính đây. Mới tinh nha anh em. Con này là chưa sử dụng nhé, 100% chưa sử dụng. Tay quay này, tay quay kim loại vặn này. Đấy. Cái này vặn là vô là nó cứng ngắc à. Đổi tay quay được nha anh em. Anh em muốn đổi thì lấy cái tu vít này dẹp á, anh em vặn nó ra rồi đổi tay quay. Tút tay quay này ra gắn sang bên này. Đấy. Con này mới 100% luôn nhá. Đấy, mô bin sống nhá. Hàng mới thì anh em không phải lo nghĩ về chất lượng nhé. Hàng cũ mới sợ chất lượng nhé, còn hàng mới thì không phải lo về chất lượng. Hàng này hàng của Daiwa Japan nhé. Đó. Toàn thân của nó là kim loại nhé. Cối của nó là cối nhựa, cối carbon đấy. Đó. Đấy. Hàng mới nhé. Thì cái này nó rất là mượt. Đấy. Anh em không phải lo nghĩ về chất lượng. Đấy. Thì anh em mua hàng bãi thì còn sợ về răng nhông xích rồi là bạc đạn rồi răng bánh răng tùm lum hết. Đấy, rồi con lăn cước nó xỉ xét, rồi tay nó xỉ xét đó. Nó một chuyện của hàng bãi thì em không nói, giá thì nó sẽ rẻ bằng một nửa con hàng này thôi. Nếu mà mua mới thì nó chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4 giá hàng mới thôi. Nhưng mà con này là mới 100%, giá thì quá là ok nhá. Em báo giá luôn nhé, con này là 700 ngàn nhé. Con này là 700 ngàn nhé. Hiện tại thì em về được có 2, 4, 6, 7 con nhé. Đấy, dành cho 7 anh em nhanh tay. 7 con, giống với hệt nhau nhé. Đấy, có túi, có hộp, mới 100%. Đấy, con nào cũng có túi hết nhé. Giống nhau hết. Size 4.000 nhé, size thực tầm 4.000. Thì mấy dòng này cho anh em đánh lăng xê sông hồ thì bá cháy luôn nhé. Size không biết khi nào hư. Quay kim loại, thân nó kim loại mà. Đó. Size không biết khi nào hư đâu. Sổ sách, tem nhãn là còn hết này. Đó. Thì hộp cái thùng này chỉ có 7 con nhé. 7 con silver này nhé. 700 ngàn một con nhé. Phí ship 30 ngàn một đơn. Anh em là nhanh tay thì lấy được nhé. Đấy, tay quay này nó vặn cứng lại cho nên là không sợ gấp tay quay, không sợ gãy tay quay nhé. Anh em đánh lăng xê thì không biết đời nào mới hư được. Lăng xê ngâm sông hồ của Majin Japan nhé. Size tầm 4 ngàn. Đấy. Túi hộp đàng hoàng hết nhé. 700 ngàn. Thì anh em mua hàng bãi mà nó xỉ xét tùm lum hết thì anh em mua tầm 300-400 ngàn rồi. Cái này hàng mới chưa sử dụng, 700 ngàn này xứng đáng rồi. Đấy. Rồi anh em nào muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0866 700 856 nhé. Hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em nhé. Rồi chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau. Thì clip sau thì em chắc sẽ
sang cái thùng máy đã qua sử dụng này rồi em báo cho anh em nhé. Rồi chào anh em.